Vâng, lần đầu tiên được cho em Sốt Đúc Đỏ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc các bác nhé. Và xin thưa các bác, ở trước mặt các bác đây, hiện tại em Xuân đang còn tổng cộng là 4 cặp loa. Sẽ có 2 cặp 30 và 2 cặp 25 của dòng Gover 3. Đấy, của LDH các bác nhé. Thì các bác biết là LDH Gover 3 được mệnh danh là thợ săn sói và thì những dòng loa đời mới và phải nói là rất là đẹp, thực sự luôn. Với nổi bật nhất đó chính là cái logo phát sáng, là cái logo này trước khi chúng ta mở loa ra là nó sẽ phát sáng rất là đẹp các bác nhé, cực kỳ đẹp luôn. Và tất cả đây các bác thấy LDH đúng không ạ? Thì Gover 3 tổng cộng là có 4 biến thể, thì hiện tại hôm nay em sẽ lên sóng các bác là 2 biến thể này. Thứ nhất là biến thể full 25 và đúng là full 30, đây là biến thể phân khúc giữa đấy. Thì thực sự đó là từ xưa này chúng ta khi nhắc đến LDH ấy, thì chúng ta biết là LDH nó khá là cao và cũng là một dòng loa rất là mắc tiền, chất lượng âm thanh hay đúng không ạ? Cũng chưa bao giờ chúng ta nghĩ đến một dòng loa LDH sẽ được giá rẻ bao giờ cả, bởi vì LDH lúc nào nó tầm 13, 14, 15 triệu trở lên đúng không ạ? Nhưng hôm nay thì em Xuân còn đúng 4 cặp là 2 cặp 25 và 2 cặp 30. Em Xuân sẽ bán rất là rẻ, đây là phiên bản giữa của dòng Gover các bác nhé. Em bán rất là rẻ các bác ạ. Với giá đôi loa này các bác biết rồi, đôi loa này thì hiện tại bên em đang bán với phiên bản giữa này đang bán là 12 triệu này. Và đối với hai bát 25 này thì em đang bán với giá là 7 triệu một đôi. Nhưng hôm nay thì em Xuân sẽ bán rất là rẻ, chỉ còn có 4 cặp thôi. Chắc chắn là đối với những đôi loa này thì giá khuyến mãi em sẽ không thông báo ở đây các bác ạ. Bởi vì hôm nay bác nào mua thì gọi cho em số điện thoại phía dưới đây ạ. 0903045290. Cái lý do mà em không thông báo giá khuyến mãi bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều sau này. Những anh em khác bán là cũng như kể sau này mà anh em mua hàng anh em cứ dựa vào cái giá khuyến mãi em một vài lô lẻ em bán rẻ thì các bác sau này cũng dựa vào. Cho nên là em cũng không thông báo cái giá khuyến mãi. Thứ nhất là không ảnh hưởng sau này các anh em khác. Không anh em khác đang bán loa này để bảo là em phá giá linh tinh. Đấy. Thì chắc chắn sẽ có những người sẽ vào chửi em ngay lập tức bán hàng mà không nói giá thì nói thật với bác, nếu anh em nào hỏi giá để hỏi vui ấy, thì em báo luôn là giá đôi loa là 12, đôi loa là 7 triệu. Thế thôi. Còn hôm nay thì anh em nào mà muốn mua giá tốt thì gọi cho em Xuân, Xuân thoại sẽ báo giá gì. Em bán thật giá là rẻ bác ạ. Hôm nay thì có tổng cộng là có 4 đôi thôi. Chuyện này là cũng kết thúc lâu rồi. Xin được các bác là cũng kết thúc lô rồi này, em Xuân cũng bán rẻ cho anh em trải nghiệm dòng loa LDH này. Với nội thất thì thật các bác là loa này em đã quay mấy lần livestream rồi. Cho nên hôm nay thì em cũng rất là ngại tháo, loa đã vệ sinh xong hết rồi, lười tháo ra. Thì em Xuân sẽ để những cái hình ở bác nhé. Em sẽ để những cái hình nội thất bên trong đó, ở phía cuối video. Các bác chịu xem kỹ giùm em ấy nhé. Đấy, còn anh em nào muốn xem kỹ hơn thì nhắn Zalo em gửi kẻ cả chứ. Em gửi video cho các bác thoải mái. Với dòng loa này thì các bác yên tâm, em Xuân bán ra sẽ bao dùng thử trong vòng 10 ngày. Các bác về dùng 10 ngày không thích cái chạy hàng cho em thoải mái, không vấn đề gì cả bác ạ. Đấy, đặc biệt là hôm nay các bác sẽ được mua loa LDH giá rẻ, rất là quan trọng. Cái quan trọng nhất là làm sao để mua được LDH giá rẻ. Đó là cái khó đúng không ạ? Mua LDH hàng xịn, để mua được hàng xịn đã khó rồi. Nhưng ngày hôm nay là mua được LDH giá rẻ thì vẫn khó nữa. Nhưng mà điều đó sẽ thành hiện thực khi các bác ngày hôm nay nhấc máy lên gọi cho em đúng đó. Đúng không ạ? Thay vì các bác bỏ ra 12 triệu với cặp loa phiên bản giữa này thì hôm nay các bác sẽ được rẻ hơn rất là nhiều. Ok không? Rẻ hơn rất là nhiều bác nhé. Thay vì 7 triệu hôm nay các bác sẽ được giá rẻ hơn rất là nhiều. Để dành cho 4 bác thôi nhé. 2 bác dành cho 2 đôi 25 và 2 bác dành cho đôi 30. Hãy liên hệ ngay em Sốt Đúc Đỏ theo số điện thoại phía dưới màn hình các bác nhé. 0903040590 sẽ không bao giờ làm các bác phải thất vọng với một cái giá siêu siêu khuyến mãi. Siêu siêu giữa các bác nhé. Ok, cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem video này ạ.